Nằm dưới chân núi Hoành Sơn, xã Kỳ Nam năm nay có hơn 5.000 gốc mai cho ra thị trường tiêu thụ Tết. Tuy nhiên, hiện tại đã có gần 15% cây mai nở hoa, với tỷ lệ hoa nở từ 30 đến 80%, có nhiều cây nở toàn bộ. Để giảm thiểu tình trạng hoa nở sớm, những ngày qua, nhiều chủ vườn đã cắt bỏ những bông hoa đã nở. Việc mai nở sớm khiến người dân mất trắng công sức chăm sóc. Vườn này thì có 5 đến 7 cây nở rồi. Cây nở thì không bán được nữa, bởi vì khách đến thì họ mua cái cây chưa nở, mà cây nở đúng dịp cho cái cây mà nở rồi thì không bán được nữa. Công sức nắm đi chăm sóc là cái cây nở là khổ. Thiệt hại thì 20 đến 25 triệu. Với những cây đã bung nở thì không có cách nào để khắc phục được nữa, người dân đành phải ngậm ngùi tỉa hoa để đảm bảo sức khỏe cho cây. Theo kinh nghiệm của những người trồng mai lâu năm, để mai nở đúng Tết, từ tháng 10 phải cung cấp nước đầy đủ, nếu thiếu nước thì mai rụng lá dẫn đến nở sớm. Thời tiết cũng là yếu tố quan trọng, phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết từng ngày để chăm sóc cây mai cho phù hợp. Cây mai được xã Kỳ Nam xác định trở thành cây hàng hóa chủ lực, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Hiện toàn xã có 30% hộ dân trồng mai, trong đó có trên 20 hộ dân có từ 200 gốc mai trở lên. Trung bình mỗi gốc mai có giá từ 3 triệu trở lên. Mai nở sớm khiến hàng chục hộ dân trồng mai tại xã Kỳ Nam đối diện cái Tết không vui.